Vâng, xin chào quý vị và các bạn và chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc. Thì hiện đang là buổi chiều ngày 24 tháng 4 năm 2021 và trong video clip ngày hôm nay thì đơn vị Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc xin trân trọng được giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng một mẫu sản phẩm bộ bàn ghế phòng khách bộ Tần Thủy Hoàng chương cuốn thư hàng cột 12 chân 14 bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Và bộ sản phẩm ngày hôm nay là một bộ sản phẩm hàng siêu VIP đỉnh cao và cái dáng ghế thì rất là cong quý vị nhé. Và các bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo về sản phẩm bộ Tần Thủy Hoàng chương cuốn thư hàng cột 12 chân 14 và là hàng siêu VIP đỉnh cao thì có thể theo dõi đoạn video clip của bên xưởng em và sau đó thì em sẽ tiến hành công bố báo giá công khai để các bác có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng. Và một bộ sản phẩm như trên màn ảnh các bác đang theo dõi gồm có 6 món, đó là một chiếc đoạn dài với kích thước chiều dài là 2m65, sâu là 81 và cao từ đất lên đỉnh trương là 1m27 và tính trên khuôn tranh là dài 2m5, sâu là 63 và hai chiếc ghế đơn có đồng kích thước chiều ngang là 1m15, sâu là 81 và cao từ đất lên đỉnh là cao 1m27 và tính trên khuôn tranh là 1m03 nhân sâu 63 và toàn bộ ván là liền tấm dày là 2 phân. Ván toàn bộ là liền tấm dày 2 phân và sản phẩm được chọn gỗ chọn vân cực kỳ đẹp. Và chất liệu gỗ hương đá Nam Phi thì nó đem lại một sản phẩm có chất lượng hàng cực kỳ đặc cao và đặc biệt là phần vân gỗ thì rất là đẹp các bác nhé. Và chiếc bàn lớn có kích thước là 77 x 1m6 và chiếc bàn lối có kích thước là 45 x 77 và cuối cùng là một chiếc đồn ngồi có kích thước là 40 x 40. Và sản phẩm ngày hôm nay là một bộ sản phẩm hàng đỉnh cao, hàng cột liền, cột 12 siêu cong với bản vanh là 35 các bác nhé, bản vanh là 35 và toàn bộ cột là cột không tâm, không tim cũng như là không dập và không rác. Và hai chiếc ghế đơn có đồng kích thước. Hai chiếc ghế đơn có đồng kích thước chiều ngang là 1m15, sâu là 81 và tính trên khuôn tranh là 1m03 nhân sâu 63 và toàn bộ ván mặt là ván liền nguyên tấm dày là 2 phân. Đó. Rất là dày dặn và chất lượng và sản phẩm được chế tác là hàng đỉnh cao và được chế tác là trương liền. Đó. Trương liền dày 7 phân các bạn nhé, trương liền dày 7 phân và tì tay cũng là bản tì tay liền, đó. Tì tay cũng là bản tì tay liền nguyên khối và pháo tay là một bên là đường kính 8 phân và một bên là đường kính 7 phân và khuôn tranh và yếm thì được vén cong tứ diện, đó. Khuôn tranh và yếm được vén cong tứ diện dày 4 phân và sản phẩm được chế tác với 3 tầng cổ chỉ, đó, 3 tầng cổ chỉ, một tầng khuôn tranh giả, một lượt cổ và một lượt chỉ. Và cái sản phẩm ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác đặc biệt là cái phần chân. Phần chân ngày hôm nay là chân 14 các bạn nhé, chân 14 và vành rất là cong và có loe cái phần đế ra thành chân 16 các bạn nhé. Đó. Và cái bản rộng nhất là bản 16 phân và là hàng cột 12 chân 14 sở hữu kích thước của bộ 14 và toàn bộ sản phẩm được chế tác bằng chất liệu gỗ hương đá hàng chọn gỗ chọn vân cực kỳ đẹp. Và tiếp đến là chiếc đoạn dài có kích thước chiều dài là 2m65, sâu là 81 và cao tới đất lên đỉnh là cao 1m27 và tính trên khuôn tranh là dài 2m50, sâu là 63. Ván mặt vẫn là ván liền tấm dày là 2 phân. Đó, ván mặt vẫn là ván liền tấm dày là 2 phân. Và sản phẩm thì được mà chọn gỗ chọn vân thì cực kỳ đẹp. Đó. Chọn gỗ rất là đẹp các bạn nhé. Và ván là liền tấm dày 2 phân. Và cái bộ sản phẩm ngày hôm nay thì sẽ đã để được 6 tháng. Đó. Tính đến thời điểm hiện tại là được 6 tháng rồi. Nên là về gỗ thì các bác cực kỳ là yên tâm về chất lượng của gỗ. Gỗ rất là khô và sản phẩm được chế tác là hàng trương liền. Đó. Trương liền dày là 7 phân và toàn bộ các cái phần xương là bản vuông 5 phân các bạn nhé, bản xương là bản vuông 5 phân và vách tựa lưng là liền tấm dày là 2 phân, đó, vách tựa lưng là liền tấm dày 2 phân và tì tay là tì tay liền, đó, tì tay là tì tay liền, pháo tay là một bên 8, một bên 7 và cột đặc biệt là cột liền, cột không tâm, không tim cũng như là không dập và không rác và là cột 12 các bạn nhé, cột 12 rất là cong và toàn bộ cái phần vách tựa lưng thì sẽ cũng làm rất là dẻo, đó, rất là dẻo. Với chiều sâu tính trên mặt khuôn tranh là 63 phân. Nó rất đẹp các bạn nhé. Và vách tựa lưng toàn bộ là đục tích tứ quý tùng cúc trúc mai tượng trưng cho bốn mùa hoa nở cũng như là đục chữ phúc lộc thọ phú quý. Và một bộ sản phẩm thì đem lại một mặt phong thủy nó rất là lớn. Đó. Và tiếp đến là chiếc bàn lớn có kích thước là 77 x 1m6, ván mặt là đục tích thuận buồm xuôi gió, ván mặt là ván liền tấm dày 2 phân. Đó. Ván mặt là ván liền tấm dày 2 phân. Và cái sản phẩm ngày hôm nay thì em đang để mộc thô. Vì vậy là các bác là có điều kiện ở gần hoặc là muốn qua xem trực tiếp tại cơ sở thì ngụ tại qua xem trực tiếp thì có thể qua trực tiếp tại cơ sở ngụ tại chợ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để được tham quan và chiêm ngưỡng. Ván mặt là liền tấm dày 2 phân, đục tích là thuận buồm xuôi gió và khuôn tranh thì được đục hồ lô và sâu tiền quý vị nhé.
Khuôn tranh là được đục hồ lô và sâu tiền, và khuôn tranh vẫn là dày 4 phân. Đó, khuôn tranh vẫn là dày 4 phân. Và yếm là đục họa tiết là hoa lan tây. Đó, yếm là đục họa tiết hoa lan tây cũng là dày 4 phân. Và sản phẩm ngày hôm nay được chế tác là 3 tầng cổ chỉ. Đó, một tầng khuôn tranh giả, một lượt cổ và một lượt chỉ bên dưới. Và vách quây thì toàn bộ là đục họa tiết hoa lan tây và chạy đều tứ diện. Đó, chạy tứ diện vòng quanh. Và các bác có thể chiêm ngưỡng lại cái sản phẩm. Bàn có kích thước là 77 x 1.6m, ván mặt là liền tấm đục tích thuận buồm xuôi gió. Đó, ván mặt là dày 2 phân các bạn nhé. Ván mặt là dày 2 phân. Và tiếp đến là một chiếc đôn kẹp đầu bàn, hay còn gọi là một chiếc bàn nhỏ, có kích thước là 45 x 77. Đó, mặt vẫn là liền tấm dày 2 phân và khuôn tranh và yếm là dày 4 phân. Và bản chân thì là bản chân siêu cong. Đó, bản chân siêu cong. Và các bác có thể tham khảo cũng như là so sánh cái sản phẩm ngày hôm nay với những cái sản phẩm khác trên thị trường. Đó, chân rất đẹp các bạn nhé. Cái dáng chân rất là dẻo, và đặc biệt là sản phẩm được chế tác với cái dáng dấp nó cực kỳ đẹp. Và toàn bộ thông số là hàng đặt theo yêu cầu. Đó, ván là dày 2 phân, khuôn tranh và yếm là dày 4. Sản phẩm được chế tác với 3 tầng cổ chỉ, thể hiện một bộ sản phẩm như trên này quý vị đang theo dõi, gồm có 6 món. Đó là một chiếc đoạn dài, 2 chiếc ghế đơn, một bàn lớn, một đôn kẹp đầu bàn, và cuối cùng là một chiếc đôn ngồi. Thể hiện sẽ em đang chào bán công khai với giá là 63 triệu đồng cho một sản phẩm. Đó là giá hoàn thiện bao gồm cả kính mặt bàn cũng như là kính mặt đôn. Và sẽ em có hỗ trợ là 30 cho đến 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và em sẽ nói qua lại cái phần thông số độ dày để các bác có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng. Và một bộ sản phẩm như trên này các bác đang theo dõi thì kê nó khoảng mất khoảng độ 8 đến 10 mét vuông. Đó, kê một bộ sản phẩm như trên màn ảnh các bác đang theo dõi, nó mất khoảng độ 8 đến 10 mét vuông. Với chiếc đoạn dài có kích thước chiều dài phủ bì là 2m65, sâu là 81 và cao từ đất lên đỉnh trương là 1m27. Đó, vách tựa lưng là liền tấm dày là 2 phân, đục tích tứ quý tùng cúc trúc mai, và là bản cột là cột liền, cột 12, bản vanh là 35 các bác nhá. Bản vanh là 35. Đó. Và cột là cột siêu cong và trương được chế tác là trương liền. Đó, trương liền, xương là bản vuông 5 phân, đó, xương là bản vuông 5 phân. Và ván mặt thì tất cả đều là liền tấm dày 2 phân. Và khuôn tranh và yếm đã được vén cong tứ diện dày 4 phân. Và sản phẩm được chế tác là hàng cột 12 chân 14. Và đặc biệt là chân cực kỳ là cong, đó, bản chân rất là dẻo. Và chọn gỗ thì đẹp từ mặt trước cho đến mặt sau. Và hai chiếc ghế đơn thì có kích thước chiều ngang là 1m15, sâu là 81 và cao tới đất lên đỉnh trương là 1m27. Và bàn lớn có kích thước là 77 x 1.6. Và đôn kẹp đầu bàn có kích thước là 45 x 77. Và cuối cùng là một chiếc đôn ngồi có kích thước là 40 x 40. Và sản phẩm ngày hôm nay là một bộ sản phẩm hàng siêu VIP đỉnh cao, chọn gỗ chọn vân, với giá chỉ là 63 triệu đồng mà thôi. Vì vậy các bác là quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo thì có thể qua trực tiếp tại cơ sở ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và ngoài ra thì sẽ còn sản xuất rất là nhiều các sản phẩm như là bộ hoành phi cô đối, án gian sập thở, sập lầm, và bộ bàn ghế phòng khách với đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ, tủ áo, giường tủ, kệ tivi, đồng hồ. Họ rất là nhiều các sản phẩm mà sẽ hoàn thiện sẵn để phục vụ các bác có nhu cầu sở hữu nhanh thì có thể qua trực tiếp để kiểm tra cũng như là ưng ý thì có thể ký duyệt và đặt mua. Rất nhiều các bạn nhé. Và sản phẩm ngày hôm nay với giá thành là 63 triệu đồng, hàng siêu VIP đỉnh cao, và dáng ghế thì cực kỳ là cong, bằng chất liệu gỗ hương đá, hàng chọn gỗ chọn vân. Đó, 63 triệu đồng. Và các bác là quan tâm thì có thể gọi điện hoặc kết nối qua Zalo với sở em theo hai số điện thoại, đó là 0968 82 40 và 0868 82 40. Và sở em thể ngụ tại chợ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và ngay sau đây thì em cũng xin phép đóng máy quay tại đây, và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.